trao dồi một chữ tâm. Đạo đời muôn diện khỏi sai lầm, tâm thành ắt đoạt đường tu dừng, tâm chanh mới mộng mỗi đạo cầm. Tâm ái nhân sanh an bốn biển, tâm hòa thiên hạ hưởng muôn năm. Đường tâm cửa thánh dầu chưa vẹn, có buổi hòa công bước đạo tâm. Trời lố mộc nhành dương, mưa xa lác đác, mùi hương nồng nồng. Thấy con trần thế có lòng thành tâm cầu khấn, mẹ hồng vàng lai dặn con để già chớ hoài, mai sau về chốn thiên đài chung vui. Hệ con biết đạo biết mùi, biết trao sữa tấn, biết dòi nó ta nà, biết con là phận đàn bà. Biết lời ăn nói thiệt thà dùng chai lạc rau tương, biết lo túng niệm, biết đường tu thân. Chớ nên quyến luyến hồng trần, chớ nên tham phú phụ bần rẻ hay, chớ cho tình lợt những phai, chớ dòng nghĩa cũ chớ hay tấm lòng. Có chồng trọn nghĩa cùng chồng, đắng cay phải chịu, mặn nồng phải cam. Làm sao phải gái nhà nam, phải dình đạo đức, phải ham tu hành, phải lo hai chữ sanh thành, phải thương cha mẹ nhọc nhằn bụi xưa, phải cần sớm tối cùng trưa, phải lo tu niệm quê xưa đáng về. Hồng trần cõi tạm cứ mê, sao bằng tiên cảnh là quê hương mình. Thấy con có chi đắc thành, cho nên mẹ phải nhọc nhằn vì con. Dầu cho biển cạn non mòn, mấy lời mẹ dặn giữ tròn chớ sai. Dạ con ở lại trần ai, mẹ về tiên cảnh bồng lai thiên đình. Lời kinh thâm thoát trao tình, ráng trì thân mình cực khổ điều chi. Nhất tâm đánh lễ thọ trì sẽ qua,
Phật khuyên tất cả mọi nhà làm điều nhân đức sẽ qua tai nạn, sống đời đừng dối đừng gian. Phật tiên bảo hộ gia can bình hòa, ở đời trọng mẹ trọng cha. Phật thấy Phật thương, ở an hiền đất Tây Phương mới về. Đẹp lành tốt xấu không chê, nhớ lời phấn dẫn chửi thề bỏ đi. Nghèo giàu không được khinh khi, làm những việc gì cũng nghĩ nghĩa nhân. Phật khuyên ba tánh chốn trần. Ráng tu giải thoát nghiệp trần khỏi mang, không ham danh lợi buộc ràng. Thọ trì sửa bình an gia đình, sáng lòng tiếng kệ tiếng kinh, nửa đêm thanh tịnh thiện hương an nhàn. Phật trời hộ độ gia can, khắp trong lê thứ vững vàng mà tu, hiện lương giải thoát mê mù. Rõ ràng mười điều nhớ giữ vững vàng sẽ qua. Một là trọng mẹ kính cha, cứu quyền thất tổ ông bà phải lo. Hai là đừng có nhỏ to sân si cái giả, đừng cho vào lòng. Ba là tình nghĩa vợ chồng. Phải ráng mà tìm lời vàng tiếng ngóng Phật trời tỏ phân. Sao là thương nước mến dân, dâm ô tu sắc nhiễm trần bỏ đi. Bảy là làm những điều chi, sanh muôn loài muôn dân tu hành không nên. Chính là kính trọng người trên, trả ơn trả nghĩa đáp đền ân sâu. Mười là không giọng không sầu, tham lam bỏ hết tu cầu bồng lai. Trời dạy chốn bồng lai là nơi thanh tịnh, thú chiều vui chăng cạnh nước người, gió thanh quét sạch mùi đời, tinh trong sân thủy cuộc ngoài càng khôn.
đầu môn, công danh biết ngoài cảnh phong thanh nhàn, gậy lê dạo trống quảng hàng, dấu kiều còn tán tiếng hàng thọ xưa, hỏi đào một bữa say sưa, mê mang chẳng tám ngàn thừa xuân thu. Trường xanh có thuốc nhiễm màu, quá vàng sẵn nấu một bầu đơn xa. Treo để gió lung lay, giống đờn thấp thoáng giữa tay đưa vào, lần qua cõi vực bờ đào, cuốc cờ vô sự tiếng hào về ghê, nướng mây quả thuyền lần kề. Biển trời gió quà trăng gán nước người thọ xưa, hoa thơm trăng tỏ tình ưa, suối đờn tai đếm chim ca ý nhàn, lìa nơi bạch ngọc ánh vàng. Phàm tục vui đàn thiên thai, luyện mình chẳng nhiễm trần ai, linh đơn dời luyến linh đài giữa nương, dạo chơi đến cảnh nhạc dương, dáng người châu ngông muôn trường hào quang, cảnh tiên cảnh tục khác hàng, cánh trần nắng trướng cảnh tiên nhẹ nhàng, tu hành luyện đại đạo vàng, đất tiên đất phấn thiên đàng hồi quý, chơi cho thỏa chí đủ mùi đời, tủ khí sắc tà các cuộc chơi, hưởng hết phước xưa dư lại đó, chừng nào mắc quả mới kêu trời. Kêu trời trời biết liệu làm sao, quả phước nơi con trước tạo đào, phước hưởng chẳng làm gây quả nữa, có thương đứng ngó liệu phương nào. Thiện ác đáo đầu đã biết chưa, biết rồi cái ác phải nên chừa, theo làm âm chất mau bồi đức, thì sẽ trở về chỗ vị xưa. Bỗng dạt vào e con mê nhiễm làm sao trở về.
đường tu thôi thời nhàn quê. Điển linh thầy đã quần khai, xây cơ mẫn niệm cao đài ta danh. Chỉnh trang một mối ngũ hành, lớp bầu bát quái tam thanh chuẩn đề. Thích Ca Phật tổ giáng phê, các con dương tôn trở về mau mau. Di Đà thế chí còn đau kêu con ba tiếng làm sao nhớ rài. Thượng thanh bộ khí cao đài, hai thanh tay chuyển từ nay trở về. Quan Âm Bồ Tát tái tê, Nhàn Dương Tĩnh Thủy lễ thế độ đời. Chuẩn Đề Thập Bát Y Phê, thầy sai chư Phật bồn bề của con. Hồng Quân Lão Tổ sắc son, cảnh bồ hòn đắng cay. Dần Hồng Quân Thủy Thượng Đài, bao nhiêu tiên thánh từ nay cứu trần. Thái Thượng Đạo Tổ cân phân, khi thầy chuẩn sắc bao lần kim quang. Điển linh xả xuống trần hoàng, mong con giác ngộ làm thang tiêu trừ. Hồn linh con chết đã dư, chính từng quan bảo đại từ của con. Diêm Dương Thập Điện bảo tồn là danh địa tạng của con kỳ này. Mau tu thoát cảnh trần ngay, ngót ngào con ném xa thầy từ lâu. Bấy lời canh cãi lào lào, giá con ở lại trần lo tu nhàn. Hồng trần là chốn lầm than, cảnh mộng thay đó mơ màng mất đây. Các con học đạo theo thầy, trả xong nợ thế cũng mây trở về. Hồng trần là cảnh ủ ê, bỏ đi cho rảnh còn mê làm gì. Nghe thầy thì cứ tu đi, pháp màu thế để răng chi cho tường. Nợ trần cứ mãi vấn vương, thoáng nàng. Cuộc đời giàu có vinh sang, cũng trong giấc mộng mà con tình hoài. Bao giờ dứt cuộc trả dây, chung quy
trắng mà tâm lành chưa có lo xa, đến thần yên trí thì là rõ thông, phép màu thì ở bên trong. Lệch trên đảo
cao màu, cao linh diệu ẩn cao sâu, thiên tha hư tiền đến đạo màu ngày nay. Chuyện xoay tất cả trong ngoài, cuộc đời màu sắc lật phai chẳng vừa, khuyên con tu luyện sớm trưa, bền lòng chẳng giả sớm trưa tu trì, dầu ai ngang dọc sân si. Có giỏi khoe đơn phòng ấn giảng sáng lè nghe con, việc chi cũng gắng chiều lòng, cho xuôi cho thuận mất bòn giờ tu, nhìn lòng gắng chỉ công phu. Chặt dạ sắc sơn tu hành thanh lòng chẳng còn bao lâu, thử coi đạo đức cao sâu, thử cho đúng mức đạo màu cao siêu, các con xuôi đứng một chiều, giàu ai hay giỏi bao nhiêu chẳng màng, cứ lo ẩn chí cho an. Trẻ thân dân muốn con sớm hiếm mà chẳng còn rẻ chia, cùng con trong lúc canh khuya, thấy con thầy muốn đầm đìa vì con, tâm linh gìn giữ chớ mòn, lo tu lo luyện bạn son chờ ngày, lời thầy khuyên trẻ đàn nay. Ghi đêm vào dạ hằng ngày nghe con, bấy năm lòng dạ hao mòn, cớ linh xây chuyển sắc son lợn màu, tâm linh lắng lặng như tờ, tâm đừng đóng loạn ngày giờ nghe con, ngày thành phước đất vẫn còn, mai lên xây chuyển sắc son hiểm quà, thấy con động đến lòng già. Hiền thảo cũng mà chịu chung, chừng nào con thấy cổ trùng thì là con đứng vui chung cùng thầy, nhẹ chân bước đến đài mây, non bồng trở lại được thầy ân phong, trăng thu dọi chiếu ảnh người, thầy ban linh điển chiều mới tu hành, đạo màu khử trượt lưu thanh.
thành quả công. Cuộc đời chớ bận nơi lòng, thiên cơ sẵn đến chờ mong con thời. Đạo cao con gắn dung bồi, đất lành con cũng trao dồi cho nhanh. Đến ngày có đạo đắc thành, các con hiếp sức lập thành quả công. Lời thầy dạy dỗ tạc lòng. Cùng nhau hiệp sức tu trong đạo thầy. Con ơi đừng để lãng khuây, ngày giờ lời vàng tiếng ngọc thầy khuyên, các con chém giá cho yên lòng thầy. Đừng làm sai đó trật đây, đạo cao căn bản lời thầy định phân. Tiếng rằng học đạo tu tiên, đã đành còn dùng phép đạo vận hành còn nguy. Ấy là đáng mặt tu trì để đời biết tích mà ghi vào lòng. Nói về hai chữ hư không, hư không xét lại nơi lòng thì hay. Trời cha đã dạy nhiều bài, cũng bởi nơi ai xét mình. Đạo màu tóm lại làm thinh, làm thinh cho trọn mới minh chân thần. Nếu tu sáng sợ chiều tần, rốn ràng trí não thì thần còn đâu. Nê cung náo loạn thần đầu, trở dây e nổi khó thâu phục về. Lỡ rồi binh lấp cũng nê ngộ hành vào đó sơn khê phải đành. Khuyên tu giữ trọn đức lành, có ngày huynh đệ cũng thành đạo cao. Sau đây là bài thơ Tu là cõi phúc, thi văn thơ đạo Ngọc Kim Hạnh. Khuyên đời răng trí lo tu, tu là cõi phúc muôn thu hướng nhờ. Tâm phẳng lặng như tờ, tu tâm định tĩnh sao nhờ về ngôi. Tu hành tinh tấn trao dồi, quê quang minh mẫn nơi tâm thành. Chữ tu phải ráng thực hành, tu là trao sữa tốt lành đẹp xinh. Tu thì sâm tối kệ kinh, hiến dân lễ phận cầu xin độ rài. Thiện tâm định tĩnh hằng ngày,
quả công phu dung bồi âm chất hiện nhu thuận hòa hiến dân thầy mẹ lễ quà chứ quà là lễ mẹ cha dạy bài dù cho trăm sự phải ngay chẳng quà hiến lễ thầy rài chẳng vui thuận thiên quà nhập hiển mùi đời đồ ta công tu mới tạo phép nhà nhiều đời nhiều kiếp qua ra nhiệm màu chẳng tu sao lại khẩn cầu phải lo tu tâm công phu tạo thành phép báo độ trẻ quần sanh kiếp căn học đạo thầy dành ban cho không tu sao phải là trò nghĩ suy gì cùng tận so đo não phiền phép kia Đức Phật tọa thiền ta tu không trận duyên đạt là tịnh tâm mới thấy Di Đà 36 cõi trên là thượng thiên tu luyện đạt phép diệu quyền ngọc hư đã đến căn duyên sẵn rồi mười phương phép Phật cứu đời trận giới tu hành ráng tu trí dẫn tâm thần bền công rèn luyện thực hành chớ lời xá lợi ánh sáng chiếu ngời chân lên quang ráng tỏ ngời thượng thiên pháp luật hành đúng chân truyền tu cho đúng phép diệu quyền ngọc hư thực thi pháp luật bài trừ chẳng cho vi phạm đúng như thiên điều dân lệnh hành đạo sớm chiều siêng năng phụng sự đồ điều chúng sanh lập ngôn lời nói chân thành lập công cho đúng hao danh đạo trời lập đức cứu vớt trần giới thi ân vô đức cho đời hưởng vui tâm lập có đủ đây rồi buổi nay chí thành định tịnh phải ngay nằm ngồi đi đứng khoan thai định thần tu tâm định tịnh chân thân đừng lìa Phật tánh nương thần phép linh phép ấy công tạo của mình thành tâm có phận thiên đình ban cho tu hành gắng trí lần dò
thiên hạ đại đồng, lấy câu cứu khổ mở lòng thương sanh, độ đời gắng sức thực hành, lo tròn sứ mạng nhân sanh hướng nhờ, chiếu theo thánh lệnh thiên thơ kỳ ba ân xá, để nhờ về ngôi tám phần xá tội kia rồi. Hồi làm công tu hành một kiếp cực lòng, muôn xuân hành hướng cõi tòng Như Lai, ráng tu chi quyết miệt mài, kỳ ba ráng rỡ cao đài tông môn, lập nền tranh giáo bảo tồn, đổ trong cú nhĩ thiên môn trở về, tránh xa bể khổ trần mê. Trở về cũ dĩ cận thì mẹ cha, chân linh thầy mẹ sanh ra, làm con hiếu đạo phải là lo tu, ráng tu dẹp pha ngút mù, đồng đăng bí ngạn qua bờ sông mê, tu sao cho kịp đặng về linh quan tề tu, để quê cung thiên thầy mẹ chờ đợi con hiền. Tròn sứ mạng của thiên phản hồi, ngôi thiên sắp sẵn định rồi, tu là cõi phúc đến hồi hưởng an, người tu đạt đạo trần gian, quê quan thấu tận thiên đàng Phật tiên, tâm linh tri sáng tuyệt quyền, Phật ban quyền diệu cơ linh độ trần, linh quang xuất hiện đến gần. Dạy bảo đệ tử hồng trần như đường tu dồn dập phong ba, Phật bà há giác cô ta thoáng dòng, ân sâu ghi dạ khắc lòng, đề thơ ta để mấy dòng khắc ghi, chí phàm nào rõ việc chi, bồng lai có phận phép thì hiện linh, trần gian xuất hiện nguyên hình. Mai thay cho đám sanh linh hàng tường, vì trần lắm nỗi tai ương, Phật bà quãng đường sông
hai giờ hỏi đạo viên máu hoàng xuất hiện trần miền đồ ta mùa thu tháng tam đó là ban đà hầu như hỏi lễ đà hiến dân linh quang hoàng mẫu giáng trần để khai giáng ngẫu trăm anh mỹ miều dung nhan tuyệt sắc yêu kiều phụng sáng ngời hào quang thiên mẫu rực rỡ quy hoàng bước chân đính đáng nữ hoàng triều thiên mẫu nghi đáng bậc mẹ hiền cơ duyên hỏi ngộ trần miền lắm khi ơn mẹ con nguyện khắc ghi ráng tu trở lại diêu trì mẹ trông cầu cho sanh chung thoát dòng trở về ngôi vị cõi tòng an vui nhân gian khổ cực đã rồi quan trần khách trở ôi thôi nào phiền ráng tu trở lại đạo nguyên làm tiên thánh phận nơi miền vĩnh sanh thi thơ lời thật chân thành nhân sanh hiểu rõ ngọn ngành lo tu đạo tâm điêu luyện đặng tu thân nha đạo cao đài tích đức nhân sĩ hiểu đời thường là bợ tạm nguyện làm y đạo hưởng phước phần tâm không thanh đạm lòng vui vẻ hờn giận mê chi dạ chẳng cần độ thế cứu nhân bớt khổ bệnh muốn tròn đạo hạnh phải giúp dân bài lãnh vực tâm linh tâm không trí sáng tâm minh vui quà cao đài mở cửa lần ba vào nền đáy đảo thoát ra biển trần gắn mà tu đắng giảm lần nghiệp tâm công quả công phu phải cần tu tâm tu tánh mới gần đạo cha đạo là bác ái vị tha đạo ban cứu khổ mở ra cứu đời tánh phàm tạo khổ mọi người tánh đạo mở lối qua nơi khám trần phàm lo gây gỗ khổ thân trí đạo hòa giải nhắc cân chữ hòa đạo ở nơi tâm của ta mở trí của đạo bước qua biển sầu từ bi bác ái làm đầu đạo là mơ lối chớ đâu trói mình thường hành trong cuộc hành trình không không gian lãng thanh minh thanh phàm đạo vốn chân thiện rõ ràng
kể lại đôi hàng tòa phương, thâu đêm định thấy lạ thường, âm dương cấu trúc bỗng dưng trên đầu, nê hoàng xuất hiện chân châu, anh nhi lỗ tướng khó hầu tòa phân, thánh thai đẹp lạ sáng ngần, làm sao dùng bút tỏa phân cho tường, nam thanh nữ tú đời thường, mà đem so sánh phần ngàn mà thôi. Trân châu tả đẹp trên đời cũng không sánh nổi sáng ngời ánh quang, đó là định thấy rõ ràng trong kinh thường nói con thầy Long Châu. Bây giờ trải nghiệm ghi câu khuyên tu nên cố đạo màu làm thinh, tâm không mà có đẹp xinh, không không mà có ẩn mình quyền cơ, lực xem tiền kiếp đôi giờ. Kiếp thì làm bóng, kiếp thời làm quang, thanh quang mà bị án quang, song bằng quyến thuộc phải mang tội tình, trăm quan đau khổ thân hình, kiếp thì đã thấy là mình cao tăng, kiếp thì đau khổ muôn ngần, kiếp thì sung sướng dạng thân có nhiều, kiếp thì làm tội trăm điều. Hành thiện rất nhiều vàng ngân, kiếp thì thắng cảnh tiên trần, tòa sen ngồi tám xuống trần về thân, miệng tu tòa ấy thân cao, các vị chờ đợi cùng nhau cao bằng, các vị trẻ đẹp trắng ngần ngồi tòa sen trỗi sáng quần dần mây, trên kia có một tòa đài. Ai nhìn thấy ổng cũng rải tình thương, ông lão đẹp lắm phi thường, ngự cao hơn hết muôn trường nguy nga, ông đó vừa thầy vừa cha, mình đến liền nói bạch cha thưa cùng, mình kể việc xấu lung tung nhiễm trần chưa bỏ thưa cùng với cha, bạch qua mình tính ổng là. Nào ngờ nhìn ổng nghe qua mỉm cười, ổng cười nhìn thấy cũng vui, lại nhìn người người sáng thôi, tòa mình sao lại đen thui, buồn buồn tối tối thân ôi trách mình, bỗng lòng nghe tiếng âm thanh chừng con về đáng, tòa mình sáng trong
lâm trần tòa ấy lại đen. Cảnh tình thanh ngón tay ông vẽ tròn quanh đang nhìn kìa xa địa giới đẹp xinh cánh tiên nhốn nhiễm muôn thân ánh vàng muôn ngàn hạt khí hào quang. Rồi mở đổi vàng trắng xanh long lanh đẹp mắt sáng quanh đất trời qua hiếm tạo thành hương vui dáng người đẹp ngọc mỹ miều non tiên bồng đáo thôi vui quá mà được xem cảnh giới qua qua nay luôn bút lại để mà tòa phân định tâm bạn đạo cân phân. Tôi thiền nhờ có trên phần hộ cho chế nên thấy cảnh lần dò dùng linh quan sát mới mò tà tiên lầm cảnh lập tức bỏ liền hết thở thường chuyển định nguyên ban đầu không không di diệu lâu lâu nếu còn đóng niệm đôi câu trên đầu đấng mà thường niệm thường cầu. Làm chủ bản thể đạo màu giùm con chánh tà xét được chẳng còn an vui thiền đính lần mòn khai cơ càng định càng sáng từng giờ thiên thiên khai quế sáng ngời thiên môn định dẹp lục tặc làm ồn thanh minh quyền diệu đưa hồn mở tâm phước huệ sông tô lòng nằm. Phật tiên vui vẻ triền miên âm dương hiệp nhất cảnh tiên Phật đài hạnh phúc hơn ngàn trần ai lân lân kỳ áo vui hoài bạn ơi chồng hồn với vợ hiệp đôi tam quê tú đánh là nơi thoáng trần vía hồn tương hội đẹp thân. Diệu tâm thiệt tướng xác trần nào qua mở trí sáng niệm Di Đà từ bi mở hạnh niệm là Quan Âm niệm thử
Thượng Đế có tổng cả bi trí tâm, niệm mà chánh niệm thì âm phản hồi. Đã lâu cha mẹ trông ngồi chờ con hóng đá hoa hạnh rồi về quê, thăng qua đất hạnh Bồ Đề, không còn ham cảnh trần mê đó đài. Trần là nghiệp quả chẳng sai, sân si vẫn ghét đăng cay khổ đầu, sanh tử bệnh tật lệ sầu, gắng tu đắng hướng đạo màu âm dương, đó là bước tiến hiên đường ngôi cao tân quá tình thương cha dành. Miễn con gắng học cùng hành thì cha với mẹ thượng danh liên đài, đó là cảnh ngự thiên thai hào quang ấn hiển vui quà sáng quang. Linh tử xuống thế học ngoan thì sao về được ngơ vấn an mẹ thầy. Bây giờ tu tiến hằng ngày trường tiên cửa Phật ngơ, dành ai đắc thành gắn mà lập hạnh tiến nhanh, đằng sau hưởng quả đắc thành hồi hương. Hỏi ai không lỗi lầm thường, lỗi lầm lỗi bỏ hương.